anh chị không thể tìm đâu ra là một căn nhà nhá. Ba mặt tiền tại trung tâm hành chính BKMX Cầu Vàng ạ, một trong những khu nghiệp nhá, lớn nhất tại tỉnh Bình Dương ạ. Đây chính là siêu phẩm của mình nhá, là ba mặt tiền. Đường thứ nhất là đường D8 rộng lên tới là 16m, đường nhựa nha anh chị nha, đối diện khu dân cư của mình. Đường thứ hai là đường N15 5F nha. Đây chính là con đường dẫn thẳng vào khu công nghệ cao và khu công nghiệp BKMX Cầu Vàng, rộng lên tới là 4.500 hecta nha anh chị nha. Và đường thứ ba đó là đường D12 rộng lên tới là 32m, kết nối ra đường Tạo Lực Phú Giáo là chỉ có là 200m thôi nha anh chị nha. Đường Tạo Lực Phú Giáo đó rộng lên tới là 62m ạ. Đây, và công ty xí nghiệp nha, đối diện mình nha, cả nghìn công ty xí nghiệp đang hoạt động tại đây ạ. Và siêu phẩm này anh chị thấy không ạ, nằm giữa là trung tâm luôn ạ, là ba mặt tiền nhá. Anh chị không thể tìm ở đâu được ra là cái căn nhà mà ba mặt tiền, nằm trong giữa lòng khu nghiệp BKMX Cầu Vàng, rộng lên tới là 4.500 hecta nhá. Và anh chị sẽ đón tất cả những công nhân kỹ sư đi làm về đấy ạ, đi qua căn nhà của mình. Nên sau này anh chị có thể là cho thuê kiosk, bán cà phê, karaoke, tất cả các ngành nghề sau này nhá, sẽ tập hợp vào đây. Đây, đường này là đường D12 rộng tới là 32m nhựa nhá, đối diện là công viên. Đây, đường này là đường N15 kết nối vào khu nghiệp và khu dân cư. Và đường thứ ba của mình đó là đường D8, đó phía sau của mình đấy ạ, là đường 16m. Và lúc trước căn này là 13.500 tỷ, khách hàng không bán, và hiện tại gia chủ đang cần tiền gấp nên là mới bán cái giá là 8.5 tỷ nha. 8 tỷ rưỡi là anh chị sẽ sở hữu được một căn nhà siêu VIP, siêu đắc địa luôn ạ. Vị trí ba mặt tiền nha anh chị nha. Đây, nên anh chị nào mà đang quan tâm đầu tư ha, hoặc là mua về ở thì hãy liên hệ cho em Toàn liền nhá. Đây, công nhân đang tan ra này. Bây giờ là đang lúc 4:30 nha, công nhân bắt đầu đang chuẩn bị tan ra.